chào mừng đồng bào đến với thung lũng. Hôm nay không có cứ heo. Mùi. Đây là phần intro thôi. Bỏ cái vỉ này lên. Bắt cái nồi nước lên. Đậy cái nắp lại. Chờ nước sôi thì mình sẽ nấu cái miếng khô. Ở trong cái chờ thì mình sẽ đi rửa một ít rau và nấm. Công việc làm rau. À quên, trước khi làm rau thì mình để mấy con cá lên cho nó chín cái đã. Khi mà không còn niềm vui, không còn cái gì khiến cho mình vui thì mình phải tự tạo niềm vui cho mình thôi. Đó là trách nhiệm đối với mình, với bản thân. Mày thôi thôi chó, đứa đó mày chèn chèn con bút mày đó. Công cuộc nấu ăn ngoài nắng nó cũng khá là thú vị. Rồi thú vị giống như là thí dụ nó thú vị, nó sẽ thú vị. À, cải, củ cải thì ở đây không có dao bào, cạo. Đây là những thứ mà mình học được từ trong bộ đội thôi, trong những năm tháng nghỉ dụng của mình thôi. À, sẽ cắt như thế nào đây? Dày, dày, ok, dày. Con dao hơi bị bén ấy, cho nó vào đây. Oh, cuộc sống này rất là nhiều niềm vui. Và đây là củ dền, nó có màu đỏ. Củ dền này mình nghĩ là ăn nửa củ thôi, bự lắm. Củ dền này rất là ngọt nước. Ấy da, đứt tay rồi. Và củ dền nào máu thì nó không có biết được cái chỗ nào ra chỗ nào. Thôi gọt chạy đi ra khỏi đứt tay. Cũng đừng quá sợ hãi khi bị đứt tay. Đứt thì nó cũng lành thôi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Vấn đề là bạn đừng có chọc mẩy cho nó nữa thì nó sẽ lành thôi. Đố các bạn biết đâu là máu và đâu là củ dền. Đây, đi rửa cái củ dền này các bạn. Đối với cái bếp này thì mình thường nhét củi từ bên này qua bên kia để nó cháy cả hai cây luôn. Ý là mình sẽ có, nó cháy gãy đôi ra thì mình sẽ có hai cây củi, chứ không nên nhét nhiều quá vào một chỗ, nó sẽ không có cháy được. Hình như là nước sôi rồi, đấy bốc khói rồi. Rồi mình sẽ lấy một ít phở khô mình bỏ vô cho nó nở ra thành phở ơi, cho nó mềm. Đấy, nước sôi thấy không? Chuyện nấu ăn nó cũng khá đơn giản thôi, đừng có nghĩ nó phức tạp. Mình nấu mình ăn. Chó lại sủa. Ai vậy? Ở đâu? Mà phở khô vị hương, ăn một bánh thôi. Bỏ vô. Anh Thái đi làm rồi. Mày đi đâu vậy? Đi mượn tiền. Chứ đâu. Mượn nhiều không? 2 lít thứ 2 gửi. Hả? 2 lít thứ 2 gửi. Thứ 2 hả? Ờ. Tại hôm nay chủ nhật. Ờ, thứ 7 người ta không chuyển được cho em. Má khổ lắm, hết tiền rồi nó cứ đi mượn tiền. Anh Thái đi mình rồi, này 2 lít. Nhớ thứ hai gửi tao mới có tiền về ấy. Ờ, hứa. Còn không là tối mai gửi giờ á. Ờ. Mình còn có ha, còn có 40 ngàn. Thế thôi, đó là niềm tin đặt vào những người mình gọi, mình coi họ là anh em. Cái con đấy thì phải nói đi.
nó rất là thẳng và nó rất là thật. Anh em cũng lê lết với nhau, có một thời gian lê lết với nhau ở ngoài Tây Bắc rồi. Đấy, nó lại đi xuống, mày lại đi lên. Hôm nay mày có qua đây ỉa không sao? Nấm thì mình xé ra ăn thì nó sẽ hợp lý hơn là mình cắt nó ra. Xong rồi mày, tí mình cắt nước ra xong rồi mình sẽ làm tiếp cái món nước lèo. Giống như câu chuyện mình đi mua cái ổ cứng cũng vậy thôi. Và một cái cậu trai ở ngoài Huế, có lần mình ghé Huế thì tối hôm đấy mình ngồi mình cầm chai bia uống chai bia ở trên bãi cát biển Thuận An á, thì cậu ấy cầm chai bia lại ngồi uống với mình và hỏi anh có tin vào anh em ngoài xã hội không. Nói xong rồi mình lúc đó mình mới đeo nhẫn một cái nhẫn này thôi và mình giơ tay lên, tại sao em biết tại sao anh đeo nhẫn ngón này và không đeo nhẫn ngón này không? Thì sau một hồi bông đùa thì mình kể câu chuyện đi mua ổ cứng. Còn câu chuyện đi mua ổ cứng thì ở đây mình sẽ không kể và mình kể sau. Thì mình rút lại một điều cho cậu ấy rằng cứ đánh cược niềm tin đi, nó rất là vui. Khi những gì bạn nhận được, dù tốt hay xấu, thì đó cũng là điều bạn nhận được. Niềm tin của bạn có đủ mạnh hay không? À, bây giờ mến đã nở rồi, kiếm cái gì đó để nhắc nó ra. À, tới rồi, đây là dầu ăn cái lân. Dầu ăn cái lân hân hạnh không tài trợ chương trình này. Bột canh thiên hương cũng vậy, không có tài trợ. Mình thích thì mình làm thôi, tài trợ thì tài chủng khỉ gì. Chỉ là những bữa ăn bình thường thôi mà. À, nóng chưa? Trò không? Wow, sai rồi. Trò nó bày đây không kính hết. Đây là cái vá thật khánh. Mình sẽ đông dầu, đổ nước vô. Nhưng mà phải đi múc nước cái đã. Trời ơi, cái hù mình hoài. Đang làm mà mưa là toi. Lại phi hành gia. Ê quên, phi hành củ. Củ cải nè. Mấy cái thứ củ cải với củ... củ dền nó cũng hơi bị lâu chín hơn là cái nấm nên mình phải vô trước cái đây. Mà cho nước vô, nấu cho nó sôi thôi. Đậy cái nắp lại. Con cá thú vị không? Cá nướng khói. Biển sông đừng xô tao, đừng xô tao ngã dưới chân người. Đấy là biển sóng, đừng có xô tao. Tao số quên lại không làm đâu. Ờ, để mình xem coi những cái clip. Ồ, cái củi cũng khá nhiều người xem ấy chứ. Nhớ xem gì thì xem, thì cứ vào cái channel của mình thì nó sẽ có nhiều điều giải trí thôi. Nó chỉ là toàn là những cái giải trí chứ nó cũng không phải là đạo đức, triết lý, bài học hay là nói gì răn dạy gì cả. Nói những câu chuyện phím đúng nghĩa, nghe để giải trí. Và mình cũng chỉ muốn làm vậy thôi. Ai muốn nói ra nói vào gì đó là chuyện của họ, cứ để họ nói vào nói ra. Còn chuyện của mình là mình cứ nói tới nói lui thôi. Ồ, lúc cần gió thì không có, mà lúc không cần gió thì nó lại có. Ồ, có vẻ như cái ống kính nó bị dơ rồi, cho nó bay, nó đóng đầy rồi. Thông cảm nhé, nếu như khung hình nó không được sạch thì cũng thông cảm, vì ở đây nó chả có cái gì sạch sẽ, chỉ có tình người là sạch thôi. À, mình sẽ hầm cái nồi này, tí nữa mình sẽ ăn với bánh phở.
Nhưng mà trước khi ăn cái nồi này thì mình sẽ ăn nháp hai con cá cho nó có độ mặn. Chị chó con kia là con lạc và nó đang ngồi trên cái giường. Lạc đây là con lạc. Thôi hai cái con này không nói đi, hai cái đồng con này nó máu chó lắm. Trời ơi, mày rảy tùm lum hết. Để mà ăn được hai con cá này thì phải cần có một đôi đũa. Mình thích ăn bột nêm, cá bột canh. Chứ không thích ăn bột nêm nó ngọt quá. Ở đây có cái cối đá và thiếu con cá đối. Ok. Mắc kém nhiều. Thật thà chịu nhiều xót xa, hãy cố vươn vai mà đứng. Tô son lên môi lạnh lùng, hãy cứ yêu người mà sống. Ai này, lâu rồi đời mình cũng qua. Ngày mai, mọi thứ có thể tốt lên hoặc tồi tệ hơn, đều là do bạn muốn. Thôi, bây giờ mình sẽ cho cái thứ này vào và cho nó sôi lên một bát nữa là mình ăn thôi. Thấy nấm, hành lá. Rồi, để sôi thôi. Trước khi ăn cái món kia thì mình sẽ ăn nháp con cá này trước cái đó. Những thứ tưởng chừng không ngon, nhưng mà lên đây nó rất là ngon. Có thể ở thành phố bạn cho con cá này là nó dơ, cách ăn uống kiểu này nó dơ, nó mất vệ sinh, nhưng mà lên đây rất là ngon. Vừa ăn vừa dục cho mấy bạn chó ăn, chứ không mấy bạn chó sẽ ăn thịt mình luôn. Như mấy con ruồi nó hửi thấy được mùi cá rồi, nó bay như ong. Chị ruồi nâu, chị bay đi đâu, con gà trống. Lửa trong lò lại cháy, củi đã khô. Người ta ăn, ví dụ như những món nước người ta sẽ ăn trong tô, còn mình đây thì không, mình chơi mình ăn trong. Cái này gọi là cái gì? Dĩa có cái đít hơi bị sâu. Có một số bạn trẻ thấy mình như vậy, thấy mình có cái cuộc sống như vậy thì họ cũng cũng muốn có cuộc sống như vậy, và họ lên plan cho họ là mỗi ngày đi bán vài cây xúc xích ở ngoài quảng trường rồi kiếm 100 bạc, 250 bạc, 200 bạc gì đó sống qua ngày. Sai rồi các bạn. Có thể nó đúng với một số người nào đó thôi, nhưng mà với mình nhận được gì sau công việc đó? Mình nhận được tiền, ừ thì nó là tiền, nhưng mình còn nhận được gì nữa sau công việc đó? Kiến thức, kinh nghiệm, cách nhìn nhận mọi thứ. Đó chị ăn, cần gì phải đến giờ. Đó là tiếng xe máy chạy lên dốc. Ở trong này cũng có một hai ngôi nhà, chứ không phải là không có nhà. Cũng có hàng xóm. Nếu ai muốn tận hưởng cuộc sống ở đây trong một vài ngày, hoặc có thể là một thời gian, thì nhớ coi cái tập và mình đính ở trên cái nút chơi à, hoặc là mình bỏ cái link đó ở dưới cái description. Đây là món ăn của mình ngày hôm nay, đồ ăn trưa. Đây giờ không biết nóng ai, má vừa mới đặt cái dĩa xuống là con chó nó đưa cái mồm vào rồi. Hôm nay nó kinh lắm, và bây giờ mình sẽ dọn đồ vô trong nhà mình ngồi mình ăn. Chứ ngồi nắng ăn thì nó cũng cực lắm. Và tiếp tục 2000 năm sau. Và tới rồi, đây là dầu ăn cái lân. Dầu ăn cái lân hân hạnh không tài trợ chương trình này. Và bột canh thiên hương cũng vậy, không có tài trợ. Mình thích thì mình làm thôi, tài trợ thì tài chủng khỉ vậy. Bỏ cái vỉ này lên, bắt cái nồi nước lên, đậy cái nắp lại. Muối. Chiu.
đây là cảm giác tốt qua. Lại nữa, cục khang con đĩ. Và hôm đó là Tết. Tết thì thường thường là thay nhau ôm súng lên nóc nhà ngồi canh máy bay. Thực tế với bản thân của mình là đây. Còn thực tế với bản thân của bạn là gì? Hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Tí nữa lấy những bài sọ ở bên trong cái ruộng. Xong lên cái giường nằm nhìn lục. Nhìn mặt trời lặn luôn, mặt trời rất sốt rồi à.